Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé, Phù Tùng Ô Tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình đang review cận cảnh cho các bạn ngắm qua cái bộ tay gương bên phụ bên lái của Kia K165, K3000 rồi K140. Thì toàn bộ cái dòng xe đó thì đang dùng cái tay gương này. Đây là một trong những hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ nhà máy Hyundai Kia Mobis bên Hàn Quốc về. Mình nói các bạn đây là xịn theo xe nhá, không phải hàng phước ke. Đây không phải hàng xịn theo xe, đây là xịn 100% theo xe luôn. Đây các bạn nhìn gương này, gương thì nó sẽ xịn, nó sẽ có những cái mã như này. P xong này, rồi là một số cái thông hiệu, tiêu số, ngày tháng sản xuất. Đấy, rồi ký hiệu của hãng vào đây. Đấy, còn đây là cái tay gương. Tay gương thì muốn biết xịn hay thường thì các bạn chỉ việc lật đằng sau cái đít xe đít gương này, này. Các bạn nhìn vào bên trong này, các bạn sẽ nhìn thấy là xịn thì nó sẽ có một số cái ký tự. Nó sẽ dập vào đây luôn này, dập chữ nổi luôn các bạn này. Đấy, ví dụ con này lái nó sẽ có chữ LH hay là một số cái ký hiệu, mình zoom cho các bạn xem này. Đó các bạn thấy không? Hay là bên trong này, bên ngoài bên này này, nó sẽ có một cái ký hiệu như này. Riêng cái thằng hàng nhái nó sẽ không có cái ký hiệu này, nó chỉ là một cái đường gọi là đế trơn thôi, nó không có cái ký hiệu bên trong này nhá. Một cái đơn giản, rất đơn giản. Lật cái ghế lên các bạn nhìn nhá, các bạn biết xịn hay không? Đấy, nó giống hệt như này nó mới là xịn, còn không có nhái thì nó là tất cả đều là hồ Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc làm nhái thôi. Tất nhiên là những cái đồ đấy thì thị trường Việt Nam mình vẫn đa số 90% là đều dùng thôi. Vì cái này dùng xịn nó rất là đắt, nhưng tuy nhiên cái kia nó rẻ thì anh em dùng gọi là ok, vẫn ok mà. Đấy, thì hôm nay đang nói về đồ xịn thì mình phải phân tích cho các bạn biết là tại sao xịn ở chỗ nào, thì hôm nay chỉ cho các bạn qua về cái video này một số chi tiết xịn đây đó. Rồi các bạn nhìn cái nước sơn của nó thì là sơn bóng luôn, sơn bóng lì. Chân gương của nó thì là chân đen kiểu sedan, kiểu sedan kiểu đen kiểu sport ấy, đen kiểu đen kiểu đen 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 lì. Nó không hề bị lổ hay không hề bị gọi là bong chóc gì cả đấy, vì những cái đồ kia thì nó dùng một thời gian sau nó sẽ bong một chân này, nhưng cái đồ này thì dùng đến 15 nó vẫn như cái này đấy, và nó rất là lặng luôn các bạn nhé. Gương của nó thì rất là led luôn. Đây, gương của nó thì không hề có chữ. Gương xịn chính hãng của Kia thì nó sẽ không có chữ. Còn nếu mà các bạn mà mua gương Hàn Quốc thì lại có chữ. Đấy, nó hơi bị ngược đời một chút đấy các bạn nhé. Đây là sản phẩm nhập chính hãng này, bên lái đây, mã bên lái đây các bạn. Đó, ok. Anh em nào mà có nhu cầu mà muốn sở hữu cái tay gương lái xịn thì các bạn ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 cũng như là 02438614126. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm tiếp theo.